Nằm trên con phố Đội Cấn, tiệm sửa đồng hồ của ông Trương Quốc Toản được cho là địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng chơi đồng hồ khó tính ở Hà Nội. Ngày nào cũng vậy, công việc của ông là kiểm tra những chiếc đồng hồ khách hàng gửi đến tiệm sửa, thăm khám bệnh cho chúng và tìm nguyên nhân để sửa chữa. Công việc tưởng chừng đơn giản lặp đi lặp lại suốt 30 năm, nhưng ông vẫn chưa khi nào cảm thấy chán nản, thậm chí thấy vui khi mỗi ngày được làm công việc mình yêu thích. Nghề này để mà theo đuổi thì so với các ngành nghề khác về chân tay là mình thấy cái nghề này rất tao nhã và nó lịch lãm, có một cái không gian yên tĩnh. Đấy là tôi thích cái nghề này. Và đồng thời nữa cái nghề này là không phải là mấy người cũng theo đuổi được. Mà tôi thấy cái nghề này hình như là chọn tôi để tôi làm. Trên chiếc bàn nhỏ xinh được đặt gọn gàng ở một góc nhà là đầy đủ những dụng cụ, linh kiện cần thiết để có thể sửa lại chiếc đồng hồ cho khách. Người ta có thể bắt gặp ở đây không chỉ là những chiếc đồng hồ quả lắc cổ mà có cả những chiếc đồng hồ đeo tay đủ các loại. Mỗi chiếc lại mắc một thứ bệnh riêng, tuy nhiên không phải cái nào đem đến đây cũng có thể sửa được. Cũng có nhiều loại có thể khắc phục được, còn nhiều loại không thể khắc phục được do quá trình rất lâu năm và người sử dụng ở nhà là để nó ẩn thấp, dì quá. Và đồng thời nữa là những cái đồng hồ treo tường là có khả năng là do người dùng quá tay làm cho cả hệ thống cơ nó bị sai, gãy hỏng, nghiêng, không thể khắc phục được. Và loại này nó đang hiện tại đang không chạy và nó bị đứt cót. Người khách hàng đã đem đến cho mình để mình sửa. Và hiện tại giờ mình đang bắt đầu tháo ra những cái đồng hồ xưa cũ như thế này, không phải nghiên cứu mà nó có bài bản của nó hết rồi. Còn trong khi sửa thì người thợ phải có cái tư duy và trừu tượng và phát triển cái tư duy ra thì mới sửa được của nó. Như cái đồng hồ này là người ta đeo va đập, nó bị sai số cái vấn đề về chronograph, nó không về trở về không, nên người ta yêu cầu tôi sửa nó và tôi đã khắc phục nó gần được, mà vẫn đang phải thao tác thêm thì mới hoạt động nó ngon nghe được. Đấy là một cái vấn đề đeo tay. Đó là cái dạng zip, lâu ngày nó dỉ quá. Có những gặp những cái khó thì đêm nằm ngủ nghỉ cũng mà cảm giác mình có thể làm được luôn, là xuống có thể làm và mở ra mở vào đến 4-5 lần, thậm chí đến 2-3 ngày mới xong, nhưng mà vẫn cứ sực nhớ và sực tỉnh tìm được ra cái bệnh đấy là lại xuống làm việc bình thường.
Với nhiều người, đồng hồ không chỉ là một vật dụng để xem giờ, phụ kiện thời trang mà nó còn là món đồ kỷ niệm quý giá. Thế nên việc tìm được một người thợ có tay nghề như ông Toản không phải là dễ dàng. Anh ơi, có vấn đề gì anh? Tình hình là rất tình hình. Tình hình gì, cứ bình tĩnh, có sao đâu. Phải tình hình, mọi thứ giải quyết hết. Mọi thứ giải quyết hết, không bệnh thì nhiều nhưng mà phải sống chung với lũ thôi. Không sao đâu, anh có vấn đề gì đó, anh xem nào. Đây, con đúc đây. Hơi chậm. Chậm thì ta có máy đo và sửa chữa. Hay chết vặt. Lại còn chết vặt nữa. Anh dùng bao nhiêu lâu rồi? Nó quá lâu là lâu rồi. Thế thì đương nhiên rồi. Sao cái núm này? Đấy, bây giờ nhá, cái núm là đợt trước là nó trơn lắm, dạo này nó chật hay là tại để lâu quá. À, cũng có khả năng là nhiều khi bụi bông của mình ấy làm cho nó chặt cái bụi bông. Xử lý thôi. Nói chung là nó cũng đơn giản, không có gì phải khó khăn cả. Theo em là tí nữa ta đo máy là ngon. Đo máy chỉnh. Rồi. Cái vấn đề này thì bác ngồi ra ngồi uống nước đi cho em. Để em xử lý. Từ khi mà mình hiểu biết đi học đại học là nhìn nó đã thích lắm rồi. Mà cái thời bao cấp nhìn thấy cái đồng hồ Polzot của Nga là mê mẩn. Nhưng mà cái hồi nó đói kém không có, chỉ có đứng xa mà ngắm thôi. Thế nên khi mình đi làm thì mình có cái đồng hồ đầu tiên mình mua là mình bỏ cái cỡ tiền đấy là năm cuối năm 82 mà mình bỏ 800 ngàn ra là nó cỡ 2 chỉ vàng để mua một cái đồng hồ Longines Thụy Sĩ. Thời gian mà mình biết dùng đồng hồ từ những năm 93 đến giờ, 92, 93 đến bây giờ. Mà cái mua rồi trao đổi rồi lại mua thì cái việc hỏng nó là chuyện bình thường. Đã là đồ cũ thì nó thường xuyên có cái sự trục trặc và hỏng hóc. Thì và người ta bảo hành thì người ta mới chỉ đến chỗ đồng chí Toản. Thì qua đó chỉnh sửa và những lần sau đấy thì đấy là cái cách mà đồng chí Toản phục vụ ấy, là nó có tâm. Còn về kỹ thuật ấy, thì tôi nghĩ rằng là trên ở Hà Nội này thì tôi cũng không tìm thấy ai là chữa tốt hơn. Chú vào nước chú ơi. Đơn giản như bọn cháu nghĩ đâu. Em giới thiệu với anh, đây chú Lực, nhà báo đã về hưu. Cái này của chú. Cái này dây này vốn của nó là cái dây da. Dây da đấy nhưng mà cho đến bây giờ là đặt mua ở trong nước không có. Nhưng mà xem ở trên mạng ở nước ngoài là 59 đô. Một cái dây của cái đồng hồ này. Nó chuyển về. Tiền gửi về nó cũng bằng tiền mua. Nói chuyện với anh ấy thế chú là... nước đi chú. Anh bảo chú để cho chú chế cho. Anh chế được. Đem đồng hồ đến cho anh ấy thì không sợ thay. Cái loại thay cái kia. Mặc dù là tôi biết là cái nào hỏng thì thay. Cũng chả có ai. Đúng rồi. Cái gì hỏng của anh ấy. Lấy phụ tùng được đâu. Đồng hồ sao mà lấy phụ tùng được. Cái gì hỏng được phải thay. Nhưng mà gặp cậu này người ta có một cái cảm giác là tin cậy. Tôi nói thật với anh hỏi tôi là anh chú có nhiều đồng hồ không thì tôi cũng... Lúc nào nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có hơn chục cái thôi, các đời. Thế nhưng mà cũng có những lúc thì chăm sóc nó cũng mệt, sáng nào cũng lên dây như là cho chim ăn thì mệt lắm. Có những lúc mà buổi tối là say mê quá mà cái đồng hồ mà để ở trên giường ngủ, thế là cứ hé hé mắt nhìn nó mà thấy thích lắm. Tôi phải khoe một cái đồng hồ này nữa nhé. Cái đồng hồ này thì nó bình thường thôi. Nhưng mà nó có một cái rất hay, tức là toàn bộ cái mặt này nó là dạ quang, nó sáng như cái đĩa ấy. Như cái đĩa sáng ấy. Thế là buổi tối cứ để trong mặt nó hé hé mắt nhìn nó thấy thích thế thôi. Trong thời đại của công nghệ, mọi người có thể xem đồng hồ ở nhiều thiết bị hiện đại khác nhau, nhưng nhiều người hoài cổ thì vẫn có những lý do để yêu thích những chiếc đồng hồ cũ kỹ. Và người thợ sửa đồng hồ như ông Toản giống như một sứ giả nắm giữ thời gian để kéo nó trở về với khách hàng của mình,
một công việc tưởng chừng bình thường nhưng đằng sau ẩn chứa nhiều điều quý giá. Đồng hồ này nó là một cái kỷ vật của gia đình tôi. Cái đồng hồ này là từ lời cụ trước để lại đấy. Mình có cái gì đấy về nghề nghiệp thì người ta mới đến và quý mến mình như thế như vậy. Là mình đã làm được một cái thành quả tốt đẹp đấy.